mẹ bầu mắc COVID-19 nên làm và không nên làm gì? Đây chắc chắn là vấn đề nhiều mẹ bầu băn khoăn, lo lắng nhất trong thời điểm dịch bệnh COVID vẫn diễn biến phức tạp. Để hiểu hơn về sức ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 lên sức khỏe mẹ bầu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về vấn đề này mẹ nhé. 1. Những điều thai phụ mắc COVID-19 không được làm. Nhiều thai phụ khi mắc COVID-19 cũng không liên hệ với bác sĩ mà tự tìm các cách phòng bệnh trên mạng, tự ý sử dụng thuốc theo kiểu truyền tai, thai phụ tự ý dùng thuốc kháng virus, không dùng chống viêm ức chế miễn dịch cho mẹ khi chưa có chỉ định bác sĩ, không dùng các thuốc đông y, thuốc nam khi chưa có ý kiến của bác sĩ, không tự ý mua thuốc theo đơn của người khác hay nghe người xung quanh hoặc đọc trên mạng. 2. Những điều thai phụ mắc COVID-19 nên làm. Bác sĩ cũng khuyên các thai phụ mắc COVID-19 cần có tâm lý vững vàng, vì khi quá lo lắng và sợ hãi sẽ tác động đến quá trình sinh hoạt, ăn uống, sẽ khiến cho cơ thể bị suy yếu. Nên tập hít thở sâu. Việc hít thở sâu sẽ giúp cơ thể tăng cường chức năng phổi và đào thải độc tố ra bên ngoài. Mỗi ngày nên tập hít thở sâu 15 phút, khi hít vào thì bụng phình ra và khi thở ra thì bụng xẹp lại. Ngoài việc uống thuốc bổ như canxi, viên sắt thì thai phụ mắc COVID-19 cần bổ sung thêm các loại vitamin C bằng thực phẩm tự nhiên như cam, quýt, bưởi, xoài, vitamin D, kẽm, các loại vitamin B để hỗ trợ phát triển hệ xương thai nhi, tăng cường hệ miễn dịch. Lưu ý rằng nên bổ sung vitamin C cách từ 1 đến 2 tiếng trước khi uống thuốc để tránh giảm tác dụng của thuốc. Việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng không chỉ giúp thai phụ và thai nhi tránh được các vấn đề liên quan đến thiếu hụt vi chất dinh dưỡng mà còn giúp tăng đề kháng của cơ thể, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bảo vệ mẹ và con tốt hơn trước đại dịch COVID-19. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp mẹ bớt lo lắng hơn khi không may bị nhiễm COVID-19 trong thời kỳ mang thai. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.